Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn kết xuất bảng kê hóa đơn, báo cáo chứng từ hóa đơn. Đầu tiên mình sẽ nhập vào phần báo cáo, sau đó bảng kê hóa đơn, chứng từ hóa đơn. Sau đó chúng ta sẽ chọn kỳ báo cáo, chọn mẫu số, ký hiệu, sau đó nhập vào báo cáo. Khi này thì hệ thống sẽ hiển thị tất cả các thông tin sản phẩm hóa đơn. Chúng ta có thể kết xuất file Excel này, sau đó báo cáo lên thuế. Như vậy là xong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Xin chào và hẹn gặp lại.